Dạ thưa chị các bạn, thì hôm nay mùng 3 Tết thì Vũ Chiến đi lên chợ đây gặp chú Năm. Sao hết số chưa Năm? Hết rồi, hết rồi con. Sao hôm nay hết sớm vậy? Hỗ trợ hết sớm. Dạ. Quá trời mua luôn. Quá trời mua luôn hả? Đầu đã ta. Mà không có lúc chấp đờ, lúc luôn chấp đờ luôn. Hôm nay mấy bữa rồi con không gặp chú Năm? Đâu gặp chứ, tại vì nằm nhà có mấy bữa rồi quá. Bữa nó nhận cô. Để con qua, con qua đây. Đâu qua. Dạ. Bữa bữa mà con à, bữa đó chú gọi con đó. Quá trời luôn buông Năm ơi, rồi đi nó mệt nữa, rồi không có đi nổi. Rồi ra lên để hai thằng nó thấy chú mệt, không có dám nằm luôn, bệnh nhất nè, mệt nữa. Chú này mệt lại hả? Rồi cái nằm hoài. Rồi đi qua bác phòng đó, đi qua bác phòng chích. Chích luôn. Nó nói thôi để đám chích của nó đi. Rồi qua Tết chú đi phải khám lại chứ. Uống thuốc rồi chết á. Rồi chích chưa? Chích chưa 2 ngày. Chích qua nay. Rồi. Anh Nhiệm chịu, anh Khai anh chịu. Dạ. Yeah. Có. Anh hai người anh chịu ha. À. Để. Để cho chú Năm đi khám bệnh hả? Hết thuốc rồi chích. Tính rồi giờ cũng có, tính cũng có rồi ra nói giờ đến cái sao giờ qua đến thì vậy tính bữa nào đi bữa, đi khám bữa, lại đi nè rồi đi bữa nay bữa đi chứ không có thuốc chịu nổi mà cứ tính cũng về có dạ. Bữa đi qua quán thấy còn có rồi bữa nay không có thấy luôn dạ. Mà cái thuốc đó là ở chợ này không có chú Năm ơi, đi phía trong cũng nhập. Đúng rồi, thuốc nhập mới được, phải đi trên thao lãnh mới được. Thuốc nội thuốc nghiệp không uống đầu tuổi chết luôn. Dạ. Uống vô đầu tử thì. Dạ. Sao? Sao ít nhất nghe nói dịch than quá trời luôn, bệnh hoạn luôn. Sao ấy không? Mấy ngày ăn Tết bự bành kia không? Không có bự gì đâu. Bán số xuống rồi góp bệnh đi bán xuống nhà. Nó nghỉ thôi. Dạ. Ngày nào cũng bán hết. Có lấy thêm một chỗ nằm hay là có nhiều đó? Đó rồi ta lấy cái cờ ghế gì về. Cho nó về đi. Về đi ông giúp ông có gì để nghe. Đừng đi nữa. Cầm mấy hả? Mấy là 200 đó. Dạ. Rồi hôm qua nay từ Tết giờ được ai lì xì nhiều không? Đâu ai chị đâu thì. Có mấy người đi đường lì xì nữa không? Cũng có cho 200 nha, có nhiều. Có bữa không cô kia, có chị kia cho nhiều không? Con nhậu cô ở đâu thì mà bốn tới nào gặp à. Dạ. Gặp tới nào gặp nữa. Chắc nhiều vòng ở thị trấn đây chứ đâu? Gặp là nhiều chứ không, gặp nó gặp cũng cho tiền nha. Dạ. Mấy người gái cho tiền lắm. Dạ. Gặp cho hoài dạ. Bán số điện vậy nè dạ. Mấy đứa nhỏ tôi có giúp đỡ nhiều dạ. Nhiều ít lắm. Bữa đó là 28 hả? 28, 29 cho chú Năm cúng hả? Bữa 28 thì cúng cái gì? Bữa đó kêu để qua mua đồ nấu ghi chú ăn rồi, nấu cà ri rồi nấu qua nính luôn dạ. Rồi chú ở nhà luôn, không bán số, rất là vui. Rồi sao bệnh luôn, bệnh ở nhà luôn. À. Bệnh rồi nghỉ bữa hay gì nghỉ bữa đó? 2 ngày luôn, 2 ngày. 2 ngày. Rồi bữa sau hỏi thông quán nữa rồi. Rồi ra nói chú nghỉ đi. Rồi đến thông quán rồi lấy vô chiều, lấy đưa qua lấy chút, đưa số luôn. Dạ. Cái này ăn Tết gì vậy? Dạ, mẹ con thì ăn tương mà. Dạ, tương nên vẫn vui vẻ đi. Dạ. Bữa nó ba một luôn rồi. Hai chứ Năm? Bữa ăn tương là ba một ăn rồi. Đâu có mẹ con ăn tương, ăn chay trường luôn á. Dạ. Nên ăn suốt rồi đó. Ở đây cái bà Toàn An bà la chú quá trời. Sao? Bà bỏ cục cục lo cái chứ. Cái chú lụm chú dồn vô. Cái chú bỏ về chú đẩy bỏ kêu vậy. Bà nó kêu biết nhận thức ra. Mày đem mày này vô chưa còn lấy cho tao. Cù lon gì? Cù lon có mía đó. Chú lấy về chú bán cho trai hả? Cái rõ bả nó vô đây. Anh hốt cũng lượm nữa nha. Cũng lượm tôi lắm á. Chịu quá thì chậu không? Chịu hả? Chậu 4 năm 4 triệu đó. Bữa nay có 1 triệu rồi, dư nhỏ đó. Mỗi năm là 4 triệu. Nó mấy lít cái gì hết em rồi. Dạ. Chúng tôi nó cũng đỡ. Dạ. Để gì hết em rồi. Vậy là mấy bữa nay bán nhanh hết hả chú Năm? Nhanh hết hả? Dạ. Dạ.
bây giờ mình không lấy thêm, phải lấy thêm cái, mà lấy thêm lỡ ở đây bán không được cái nó ế một đống một không nữa. Đi mệt đuối rồi sợ bệnh này. Dạ. Quá trời nhất hả? Cái xương đó là cái xương. Cái xương đó đó, cái xương. Dạ. Nằm đâu, nằm hồi đó là nằm ở trên bệnh quốc tế kế trên thành phố hả? Có đầu đó. Dạ. Có 118 triệu. Hai cỡ là tôi thì thích khách 118 triệu. Mấy đứa nhỏ nhỏ là nó chơi cái gô của chợ nó thứ năm không vậy đó. Dạ. Nó là có xin cái gọi giúp đỡ từ nó dù ai thứ năm chứ ở đâu bỏ được. Dạ. Nó không tới đâu tới chứ. Ta bệnh viện đi ta chạy nó bỏ rồi. Dạ. Tôi muốn cho xe chở lên phố đó. Vậy là một tháng là chú Nam uống khoảng bao nhiêu tiền thuốc, 1 triệu không? 2 triệu mấy đó. Trời, tính hôm đó tính trên gì đây khám trên tâm trí đã đỡ rồi, không giúp đỡ mình đỡ đi tiêm chiếc như hai mà tính tiêm chiếc như hai mấy chục đó. À. Có nửa tháng cũng như không. Như không. Ừ, tính tháng thứ hai đến 2 triệu mấy mắc ở trên phố nữa. Dạ. Bằng hơn ở đó. Có 2,8. Dạ. À, bớt lại cũng đỡ. Mà điều có cái đi đây gần mà thuốc uống 1 triệu. Được. Không có thuốc nó nhất hả chú nào? Không có thuốc nhất hả? Thuốc đỉnh á, thuốc đỉnh luôn. Mà giờ không có thuốc nó nhất chịu nổi. Không có thuốc nhất là tê nó tê cái này. Ngộ ta. Cái xương giả đó nha, cái xương xương giả đó. Mà nổ đi nó cần giữ nữa. Trời ơi. Không có động á, giữ dần nữa. Dạ. Nên bác sĩ nói chú gắng đi chứ không đi gặp được. Bữa nay mới có 8 giờ rồi mà chú Năm đã bán hết số rồi. Nhờ người ta thương. Con giúp đỡ. Đi về cái xe là thấy người quay rồi. Dạ. Thấy nhiều người xe hàng quay cái tổ về. Dạ. Rồi chú nói trời nói con muốn được quay cái gì con cái đậu đại sát vô chú lại. Thấy chú đi chịu nổi quay lại vô số chú. Để bữa nào chú cháu mình trúng số con mua chiếc thứ này. Rồi, chú cháu mình chú cháu đi bán cái số. Chú mua xe hơi đi bán cái số. Ờ. Rồi. Số chắc. Dạ, giờ dữ. Chú rồi đi bán, chú bán gặp mấy xe lại tên không có xe nào bỏ đội chú. Dạ. Mấy xe lại tiền mất tay. Dạ. Tự thấy mở cửa mất tay. Dạ. Xe lại làm gì? Vậy là con trả chú Năm về ha. Thôi vậy chú về lại vô chút chú số thôi chú về. Số chú bán dài về cái hết ra trăm chế hai chế rồi. À vậy là đi bán nữa. Có chú lại nó hối đưa ra đông. Đi ý là đi lấy cái số mới. Cái số máy được bán dài nữa là tới chiều nó gần hết, ngày mai cái nữa hết. Ờ, cái hết sớm. Rồi dạ. Dạ thưa chị các bạn thì nay cũng mấy bữa rồi mình mới gặp chú Năm lu bu quá rồi, không gặp chú Năm, nãy gặp chú Năm mừng quá trời luôn. Dạ con làm gì làm đi. Dạ. Con chuyện chứ không. Dạ. Dạ thưa chị các bạn thì video dự kiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.